Xin chào quý vị và các bạn. Nếu như hôm qua thời tiết vẫn còn ấm và ẩm tại các tỉnh thành Bắc Bộ thì sang đến hôm nay trời đã không còn như vậy nữa. Lúc này sương mù và mây nhiều vẫn còn xuất hiện trên khu vực gây giảm tầm nhìn xa và khó khăn cho hoạt động lưu thông của người dân trên khu vực. Cùng với đó thì nhiệt độ cũng giảm và trời chuyển rét. Cụ thể, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở Bắc Bộ thấp và nhiệt độ dao động trong khoảng 16 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên hay phần phía Bắc của Sơn La có nơi nhiệt độ trên 25 độ. Như vậy là thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt, nhất là trong thời tiết mùa xuân ẩm như thế này, là điều kiện thích hợp để virus và vi khuẩn sinh sôi gây bệnh cho con người, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Quý vị và các bạn cần phải có biện pháp đề phòng để bảo vệ sức khỏe. Xuôi xuống Trung Bộ, hôm nay mưa đã giảm nhanh tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và trời có nắng trở lại. Phần phía nam của đèo Hải Vân là các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận hầu như không chịu tác động của không khí lạnh, nên khu vực này chỉ có mưa thoáng qua tại một vài nơi và trong ngày thì trời vẫn có nắng. Về tình hình nhiệt độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 27 đến 29 độ, còn 27 đến 30 độ là mức nhiệt cao nhất với khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong chuỗi ngày ít mưa và có cường độ nắng mạnh nhất từ đầu năm đến giờ. Dự báo nhiệt độ trên cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay sẽ phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ. Riêng một vài nơi ở Tây Nguyên như Ayunpa, Cát Tiên và một số nơi thuộc miền đông của Nam Bộ có thể có mức nhiệt 34 độ, thậm chí là cao hơn nên khá nóng bức khó chịu. Trên biển, khu vực Biển Đông trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dù vẫn có gió hướng đông bắc đến đông nhưng cường độ thì chỉ ở mức cấp 4 đến cấp 5, sóng biển dao động từ 1m75 đến 2m, biển không động. Như vậy hôm nay thời tiết trên cả ba miền đất nước nhìn chung đều khá khô ráo, chỉ riêng khu vực Bắc Bộ thì trời có sương mù nhẹ và âm u. Khối không khí lạnh tăng cường nên thời tiết Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây và có mưa, trong đó ở vùng núi có mưa rào và có thể có dông. Còn khu vực đồng bằng và ven biển thì có mưa và mưa nhỏ, tiết trời ẩm ướt. Nhiệt độ cũng giảm, trời chuyển rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng từ 15 cho tới 18 độ. Vùng núi có nơi là dưới ngưỡng 14 độ. Từ ngày 28 tháng 2, khí lạnh suy yếu nên mưa giảm, nhiệt tăng trở lại. Thưa bà con, theo thông tin từ Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2021 cho đến nay, trên cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch cúm gia cầm tại 14 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Nguy cơ cao, dịch cúm gia cầm AH5N1 và AH5N6 tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng, gây tác hại cho sản xuất chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, đặc biệt là trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm xâm nhập, lây lan gây tác hại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương cần tổ chức giám sát dịch đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ gia cầm, cơ sở ấp trứng, chợ buôn bán gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia cầm mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh cúm gia cầm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Các đơn vị lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh xuất phát từ địa phương có dịch. Xử lý nghiêm các hộ kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch theo quy định, đặc biệt là tại các chợ đầu mối. Quay trở lại với những thông tin thời tiết, nơi có nền nhiệt cao nhất trên phạm vi cả nước và trời hầu như không mưa, ngày nắng nhiều vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ, riêng miền Đông có nơi sấp xỉ hoặc trên ngưỡng 35 độ. Cảm giác nóng vào thời điểm trưa chiều.